Cặp kè sao nhìn em có vẻ buồn ngủ thế? Em thức học cả đêm ạ. Cả lớp vỗ tay nào. Em chăm chỉ học thế là thầy tuyên dương. Nhưng mà em nên học theo thời gian thôi em ạ. Em chia thời gian ra để ngủ nữa. Nhưng buổi sáng mẹ em thu điện thoại rồi. Học sao cần điện thoại em? Thì em học chơi game. Mai còn solo với thằng Đức. Hôm nay là lớp chúng ta có thanh tra về dự nhá. Thầy gọi thì các em cứ giơ tay hết nhá. Nhưng em không biết. Thì ai biết thì giơ tay thấp thấp thế này thôi. Còn ai không biết thì giơ cao lên nhá. Vâng ạ. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Ok, vậy là 8 cộng 8 bằng bao nhiêu? Em nào biết giơ tay nào. Ô, cặp kè sao em lại đứng lên bàn thế kia? Thầy bảo ai không biết thì giơ cao mà. Em cao nhất lớp rồi còn gì. Hôm nay chúng ta học đạo đức nhá. Thầy lấy ví dụ này. Cặp kè trả lời cho thầy là ví dụ là em thấy một ông già đang yếu ớt, cần sự giúp đỡ thì em sẽ làm gì? Em đưa hồng máu cho. Mình là người chứ có phải siêu nhân đâu em. Em chỉ cần giúp đỡ là được rồi. Cần gì hiến máu em? Đúng rồi, bạn Trung hiến máu em đưa máu cho ai? Nhưng mà bạn Trung vẫn đi học bình thường mà em. Có sao đâu. Tên nói trong điều phép phai mà. Chứ có phải ngoài lời đâu. Ước mơ của cháu là làm gì? Làm tỷ phú. Muốn làm gì là phải nhìn bản thân mình trước cháu ạ. Ơi, xem mà con nó có xứng đáng hay không. Chứ có phải muốn làm là làm đâu. Con người em chẳng muốn giàu sang. Nhìn ông là học về ăn xin đấy. Con chúc ông sống thọ 100 ngày ạ. 100 tuổi không phải 100 ngày cháu ạ. Nhớ nhá cháu nhá. Vâng ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thế bác còn nhiều cây không? Kia bên trên kia có một cây nữa. Đấy. Người ta đang giới thiệu mà cứ thè lưỡi. Đấy, cây ổi này. Đi ra chỗ kia em. Cây đào này. Đấy. Đấy, quả bưởi này là bác già rồi có ăn được đâu, để cho con cháu nó ăn. Đấy. Nam mô A Di Đà Phật.